Liên quan đến tài sản của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con gái nuôi bị đồn được thừa hưởng toàn bộ. Bình Tinh mới đây đã rất bức xúc khi trên YouTube xuất hiện đoạn clip tiêu đề nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để hết tài sản cho con nuôi Bình Tinh. Gia đình bức xúc lên tiếng, kèm theo đó là tấm ảnh đại diện có kèm dòng chữ tài sản Bình Tinh lấy hết. Đây là những thông tin không được kiểm chứng, nhưng nó cũng khiến cuộc sống Bình Tinh bị đảo lộn rất nhiều. Trước đó Bình Tinh được hỏi có được thừa hưởng gì không, Bình Tinh đã chia sẻ về di chúc đặc biệt mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kể lại. Di chúc ba để lại cho con gái nuôi, giữ đạo đức, hát hay, diễn giỏi, luôn cố gắng. Tài sản khủng ba để lại cho con gái nuôi là duyên, là nghề, là nghệ thuật. Tuy nhiên, chính từ tài sản khủng này đã làm cho câu chuyện thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đi quá xa. Hiện tại, clip có nội dung đồn thổi được nhiều khán giả truy cập, nghệ sĩ Bình Tinh cảm thấy khó chịu và buộc phải lên tiếng. Tôi lo cho ba gần 3 năm nay không hề toan tính, đến giờ vẫn tiếp tục lo. Những gì tôi đã làm hoàn toàn đúng phận sự, hiếu nghĩa của người con. Còn tài sản của ba một đồng tôi cũng không quan tâm. Sinh thời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có 4 người con nuôi, mỗi người ông đều dành cho họ một tình cảm khác nhau. Với Bình Tinh, ông vừa ưu ái mà vẫn nghiêm khắc khi truyền nghề. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh muốn con gái phải lao động thật sự trên sân khấu, đem lời ca tiếng hát mượt mà cho khán giả của mình. Vì vậy, mỗi lần tập cho con gái, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn hướng dẫn kỹ càng để làm sao mà Bình Tinh khi lên sân khấu sẽ cống hiến cho khán giả màn trình diễn ấn tượng nhất. Có lẽ đó là tài sản khủng mà nghệ sĩ Bình Tinh nhắc đến. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cùng với nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nghệ sĩ nhân dân Minh Vương là ba ngôi sao được mệnh danh ông hoàng cải lương, tên tuổi gắn với những vở cải lương nổi tiếng Hòn Vọng Phu, Dụ Áo Bụi Đời, vân vân. Ở thời đỉnh cao, Vũ Linh là cái tên được khán giả khắp nơi săn đón. Trong 10 diễn viên được ưa thích nhất năm 89, đứng đầu top 10 diễn viên ưa thích nhất năm 90, năm 91 đoạt huy chương vàng giải Triển Vọng Trần Hữu Trang, là nam nghệ sĩ duy nhất trong 6 người đoạt giải năm đó. Năm 95, Vũ Linh đoạt huy chương vàng giải diễn viên xuất sắc của giải thưởng Trần Hữu Trang. Vũ Linh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 97. Không chỉ chiếm lĩnh sân khấu, Vũ Linh còn quay hơn 400 video cải lương và tham gia rất nhiều video ca nhạc như Duyên Tình, Tình Đời. Ông cũng diễn xuất trong 2 bộ phim Cô Bé Mộng Mơ và Búp Bê Kỳ Quái. Chính vì tên tuổi lớn như vậy nên ông cũng kiếm được nhiều tiền khi thời vinh quang. Tuy nhiên, ông lại không giữ được vì dính vào tứ đổ tường. Người trong nghề bảo nhau, đời có tứ đổ tường nguy hại thì ông vấp đủ, chẳng thiếu cái nào. Ông mê nhậu, nhiều cuộc nhậu không tính bằng giờ mà bằng ngày. Ham mê cờ bạc có lúc khiến nam nghệ sĩ mất một lần 3 căn nhà, đắm mình trong các thú vui độc hại. Vũ Linh nhiều lần chìm nổi, mất hết nên phải chuyển từ làm kép hát sang làm bầu, phải bán nhà bán đất trả nợ. Còn hiện tại, sau khi Vũ Linh qua đời, gia đình cũng không nhận được di nguyện của ông. Chị Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ cải lương Vũ Linh cho hay, dù tinh thần tụt dốc, ông không tin mình sẽ qua đời nên không kịp để lại di nguyện nào. Thời gian chị bệnh, cậu luôn nói với tôi, cậu muốn ráng sống, tiếp tục làm người đưa đò vì yêu cải lương.